For he renewed my life, strengthened me. He lifts my head up high. He makes me sure as the order of the highest high. For he renewed my life, strengthened me. He lifts my head up high. He makes me sure as the order. We can just push our hand forward and we begin to pray and dedicate our brother and sister into the hands of God. Và giờ này thì chúng ta cũng sẽ cầu thay cho ông bà anh chị em của chúng ta ở tận nơi đây. Chúng ta hãy đưa đây lên cho một người nào đó, chúng ta cầu nguyện chúc phước cho. We want to lay a hand to pray for them. Go ahead and do so. We muốn đặt tay cầu nguyện cho người kế bên của chúng ta. Hãy tự do. Let us pray to bless. Let us pray to encourage. Let us pray to release the anointing of God on someone here in this place and all over the world that the people are watching and worshiping together with us. Chúng ta cùng nhau giơ tay và đặt tay để cầu nguyện cho bạn trẻ chúng ta tại nơi đây. Chúng ta hãy cầu nguyện chúc phước cho họ, khích lệ cho mỗi đời sống của họ. Và nguyện xin Chúa Ngài sẽ tuôn đổ thần của Chúa, thánh linh của Chúa đầy dẫy để thêm ơn, thêm sức cho mỗi bạn anh em. Chúng ta ở tại nơi đây, chúng ta hãy đến với nhau và cầu nguyện, hãy cầu nguyện cho nhau, hãy dâng mỗi đời sống của chúng ta. Và hallelujah, Chúa cho con cảm ơn Ngài, chúng con cảm ơn Ngài vì sự thành tín của Ngài. Chúa cho con biết rằng Ngài đang hiện ở hiện tại, đang hiện diện ở giữa vòng mỗi đời sống của chúng con. Chúa cho con cảm ơn Chúa vì sự thành tín của Ngài và tình yêu vô đối của Ngài. Lord, we want to say thank you for your presence in this place. We thank you for your everlasting love. We thank you for your faithfulness. We thank you, Lord, that you have brought us here to worship you. Chúng con cảm ơn Chúa Ngài đã đem chúng con đến đây tại đây. Chúng con có thể ngợi khen và thờ phượng Ngài. Hallelujah, Chúa ơi, Ngài là đấng thần tín. God, you are the faithful one. You are the faithful God in our life. We pray that by your faithfulness, you're going to heal us once again. Và bởi sự thánh tín của Ngài, Chúa một lần nữa, Ngài sẽ tiếp tục, sẽ chữa lành cho mỗi đời sống của chúng con. By your faithfulness, God, you're going to strengthen every one of us. Và Chúa bởi sự thánh tín của Ngài, Ngài sẽ tiếp tục thêm sức cho mỗi đời sống của chúng con. And by your faithfulness, Lord, we pray that you're going to restore our lives. Chúa bởi sự thánh tín của Ngài, chúng con cầu nguyện Chúa sẽ cứu rỗi lại mỗi đời sống của chúng con. Come on, just keep on praying for someone right now. Là hãy tiếp tục mạnh mẽ cầu nguyện cầu thay cho bạn của chúng ta. Or just take a moment right now and pray for the releasing of the power of God, releasing of the spiritual blessing upon their life right now. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ngài tuôn đổ phước thiên đường của Chúa để tuôn đổ trên chính đời sống của người đó và gia đình của người đó. Hallelujah, Chúa chúng con cảm ơn Ngài. Con dâng mọi sự vinh hiển cho bạn Ngài. Con cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con. Và Ngài xin chẳng bao giờ lìa bỏ mỗi đời sống của chúng con. Lord, we want to say thank you that you love us and you never leave us or abandon us. By your faithfulness, you continue to provide us when we are in need. Và với sự thánh tín của Ngài, Chúa ơi, Ngài vẫn tiếp tục cung ứng cho mỗi đời sống của chúng con. Những khi chúng con đang có những sự thiếu thốn, and by your faithfulness, Lord, we want to see more and more of your miracles upon our life. Chúng con sẽ thấy tất cả những sự phép lạ lớn lao hơn nữa trong mỗi đời sống của chúng con. And Lord, we want to say thank you. And bye.
your love, Lord. By your love, by your everlasting love, the Lord, you always seek us. Even though many times that we feel weak, đời mang áo của Chúa và bởi tình yêu của Ngài. Bởi vì lúc chúng con bị yếu đuối, mà mệt mỏi thì Chúa Ngài vẫn tìm kiếm con đường cho chúng con. There are times that we commit sin, but Lord, by Your love, You continue to bring us back into Your presence. Những đôi lúc chúng con đã từ bỏ Ngài và phản bội, nhưng Chúa ơi, chính tình yêu của Chúa, Ngài đã đem chúng con được trở lại cùng với Ngài. You want to sing in the Spirit? Just go ahead and do so. We want to hát thờ phượng Chúa trong thánh linh. Hãy từ đó hát không trong thánh linh của Chúa. You want to sing a new song and just be free to sing a new song for the Lord. We muốn hát một bài hát mới cho Chúa. Hãy từ đó và hát một bài hát mới cho Chúa. You want to speak in tongues and pray in tongues. Just go ahead and do so. Chúng cầu nguyện trong tiếng ngợi. Hãy cầu nguyện trong tiếng ngợi. And the Lord leads you to prophesy. Just let us prophesy. Và Chúa muốn chúng ta lời của Chúa để nói tiên tri. Hãy cùng nhau mạnh mẽ và nói tiên tri. Hallelujah, come on, just lift up our voice, lift up our soul to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Hãy bày lòng, bày tỏ lòng của chúng ta trước mặt Chúa. Hãy đến với Ngài và hết lòng thờ phượng của chúng ta trên của Ngài. Hallelujah, hallelujah. Oh my God, my God, we come to You right now. Chúa, chúng con đến với chúng ta tại thời điểm phút này. We pray that the blood of Jesus will cleanse us right now, Lord. Vì sự hiến máu của Chúa, Ngài sẽ thánh tẩy mỗi đời sống của chúng con. Ngài tha thứ tất cả những tội lỗi trên đời sống của con. You forgive our sin. And in the name of Jesus, we pray that we break every works of the devil. Con cầu nguyện chặt đứt tất cả những công việc của ma quỷ ra khỏi đời sống của chúng con. We break every curse in the name of Jesus. Con chặt đổ tất cả những sự rủa xá ở trong danh của Chúa Jesus Christ. Hallelujah, my Lord. Come on, just worship Him. Hãy từ giờ thờ phượng Ngài, just freely worshiping in the Spirit. Thờ phượng Chúa trong thánh linh. Hallelujah, hallelujah. My Lord, we worship You, oh we wait for You. My Lord, we want to magnify You. Worship the Lord. We sing hallelujah.
Hallelujah.
King of my life.
mượn chuông bóng lên con mong thay Chúa Giêsu Chúa chi si này là bùa của đời con đồng chỉ cao thay Chúa của con lòng của chúng ta hướng về Chúa và nói Chúa ơi, lòng con thờ phượng Ngài. Our heart will just yearn to the Lord and say, Lord, we want to worship You. Come on, just raise your hand and đưa tay lên và nói với Chúa rằng and declare together, I worship You. We worship You as we worship.
always be ở trong sự gì của Chúa, mẹ ơi.